Ủa, cá bị bự vậy? Cái gì nó biết đụng vậy? Hello mọi người, thì bữa nay mình test cần mới với mồi mới nha mọi người. Đây là cái cần Kingdom UL mình mới mua nha mọi người, mới tháo ra. Đó, đây là cũng máy Kingdom luôn. Thì bảo này tầm 2 triệu nha, không tới 2 triệu. 8 triệu 9 á. Cái máy 800 mấy còn cái cần 909. Còn với con mồi thì con mồi này không biết có phải cái sắt Orochi không nữa, mình mới mua nha, 95.000. Để mình lấy cái hộp cho mọi người coi. Nó không thấy nó có chữ Orochi. Nè, cái này là cái hộp của nó nè. Đó, thì 95.000 nha, mình mới mua. Mồi 7,5 gram nó giống như cái sắt Orochi á, thì nãy giờ mình test được 3 con cá hương dọa này nha mọi người. Đây hai con với đây con nữa nè, chưa kịp gỡ nữa. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ ra rồi tiếp tục câu cho người coi nha, câu lô nha mọi người. Đó, cần này kéo ok á, đã đó, thê đó. Rồi mình sẽ ngồi ở đây để quăng ra nha mọi người. Đang lấy nước nha, hiện tại thì cống nhà mình đang lấy nước. Đó, con mâu thì nó thấy mình câu nó cũng chạy tới chạy luôn, nó nhìn con mồi rồi, thấy chưa? Đó, thấy con mồi nó nước theo. Rồi bắt đầu câu nha mọi người. Tiếp tục câu chứ không phải bắt đầu câu, nãy giờ câu 3 con rồi. 3 con này cũng nãy giờ cũng quăng cho cả mấy chục cái đó mới được 3 con, nó hơi ít đâu. Lên đường đầu tiên lên con ơi. Không lên nha mọi người. Cần này thì nó tải mồi tối đa là 8 gram bây giờ. Con này 7,5 gram là ngay lần của nó rồi đó. Mình định mua cái này để dành câu cá đục với cá hường dọn với cá hanh rồi nha mọi người. Chứ không có cá chẽm nha. Cá chẽm thì cần này sợ nó chịu không nổi, sợ nó gãy. Nhấp nhấp nhẹ nhẹ đồ cần thôi. Đó, chín nè, chín nha mọi người. Đó, một con nữa nè. Thường giãn thế nha. Lên một con nữa. Đem lên. Con thứ tư nha mọi người. Đó, một con cá thường giãn số 4. Gỡ ra vô rổ. Đây nè mọi người, thì con cá này nó có hai ngạnh này nha. Đây lưỡi nó chỉ có hai đạnh này, nhưng mà như vậy thì đó, khi mà cá nó sẽ đỡ bị vướng hơn nha. Cá nó sẽ trôi ngược vậy nè, trôi vậy nè, đỡ bị vướng hơn. Nhưng mà nó tỷ lệ mà nhảy dính con cá thì nó giảm. Cái gì cũng có một cái mặt tốt và một cái mặt hại nha. Tiếp tục nha. Chị mau. Hả? Vậy, kiếm anh làm gì? Hả, xin cá hay gì? Thôi hơi hửi điện thoại của anh. Làm sao nặng chút xíu ha. Vậy nặng chút xíu. Lâu lâu nó chạy lại nó hửi mình nha mọi người. Còn con cỏ thì nó ngồi sau lưng mình từ sớm giờ chứ không đi đâu xa đâu. Mình mẩy nó đúng rồi coi. Mau đừng liếm mỏ anh không á. Anh đi câu tiếp. Rồi đây đi. Rồi đây coi anh câu đi. Câu kiếm cá chuyện lột cho. Ôi vô tới đây còn dính nè. Vô coi. Con cá này tính ra nó nhạy dữ thiệt. Cái sắt này quá thì nhạy luôn. Dính con này thì kéo nhanh với ít ăn lắm. Chứ nãy giờ chưa thấy cá hanh nào hết đó. Dính nữa. Rồi, tí lại nó vụ cá cũng cao nha.
Cái này tới chừng đóng cống giá mình câu nó còn nhạy hơn. Đó, dính luôn rồi. Dính nữa nha. Dính nữa, liên tục luôn rồi. Tung cái gì mà tung mày ơi. Không, nên tao gỡ ra cho. Tao gỡ ra cho khỏi tung nữa. Càng này kéo cảm giác nha mọi người. Càng này kéo cảm giác thiệt. Đâu đổi hướng lại cái cống coi nó có ăn hay không. Đổi hướng lại đây nha. Có cá thì chắc nó sẽ ăn thôi. Dính đổi hướng cũng quất luôn. Ơ rồi vô rồi. Kỳ vậy. Trời ơi, dính cộng với điện chứ. Gì ta, cái gì? Chạy nó đi. Chạy nó đi. Chạy nó đi. Thôi quăng tiếp. Dù nãy giờ cũng bận quá nha mọi người. Lâu rồi không lên được con nào nghe. Đá nè. Đá hả mày? Lôi lên liền không nhây nữa nha. Nhây ruột nữa. Gì nữa vậy trời? Mau lại anh cho đồ chơi nè mau. Mau. Để anh cho đồ chơi nè. Đi lên nè. Nè. Đó đồ chơi đó, chạy ra thay đi. Hả? Chạy ra thay đồ chơi đi. Đồ chơi anh cho coi. Không chơi hả? Sao vậy? Tôi chưa hiểu mà không chơi vậy. Hử? Nghĩ ngồi đây đi. Dính thì phải mau bên mau hơn hết rồi, vụt rồi. Mau xu dữ mau. Xu vậy. Nè. Mau xu xẻo này. Mau mỏi dài xu xẻo này. Nè con bắt con khác nè. Con ngồi đó đi. Con coi nè. Đâu mau. Dính mày xạo mày. Xạo hả mày? Xạo hả mày? Chống hả mày? Thóc đâu mà thóc hoài. Ê. Dính nữa nè. Ôi trời ơi, vụt nữa. Vô tới đây còn vụt ơi. Dính nữa nha mọi người, suốt luôn. Dính ôi vô rồi. Dính này, dính
ngoài xe luôn nha mọi người. Em kéo vô nè. Rồi đây mày. Thôi vô cái gì ơi, vô mẹ rồi. Vâng ở đây, vâng ở đây chơi chơi cũng dính rồi nè. Nhấp nhấp là dính liền, khó chạy. Trời ơi. Cái trước mới dính con cá ngon quá. Cái sao dính cái bịch mũ. Dính nữa. Thôi rồi, nhấp dính nữa rồi. Tiếp 10 con rồi nha mọi người. Dính nữa rồi. Quá là dính rồi. Dính. Dính nút ngoài kia luôn. Con kia kéo vô luôn. Ủa cá bị bự vậy? Cái gì nó biết đụng vậy? Tôi cũng có cái hình dạ. Ừ nhưng cái hình dạ này bự nha. Ui có cái hình dạ này bự. Con này là bự nhất trong nguyên bầy nãy cho câu luôn nè. Rồi ăn chín nó mạnh. Vậy đã ngoài kia có bự rồi. Đây con này là bự nhất nha. Con bầy nãy giờ nhỏ nhỏ không có, con này là bự nhất rồi, gỡ ra luôn rồi. Hay quá. Rồi dính rồi, dính rồi. Ôi. Ôi vô ơi. Ôi vô chưa? Dù nó còn. Dính nữa. Tung cái gì mà tung mày. Bây giờ quăng xa ngoài. Quăng xa ra ngoài để bắt nó nha. Cái nào ngoài kia hết rồi. Dính nữa rồi. Hay quá. Còn nha. Dính nữa rồi. Giờ đưa ra kéo vô đưa. Đâu xả tui bên đâu. Mình kéo thẳng tui bên. Ơi sao chú dưới tối cây mày. À, ra tung rồi. Tung rồi. Tung cái gì mà tung. Mấy con này là kéo thẳng lên luôn nha mọi người. Mặc dù là cần UL nhưng mà mình tin tưởng. Mới câu lần đầu tiên test cần luôn rồi vẫn tin tưởng không sợ gãy. Chiếc thuyền ngoài xa. Dính nữa rồi, rồi dính nữa rồi. Ôi dù ơi. Ôi hụt nữa rồi. Dính mày chạy hả mày. Rồi sao con này kéo nhẹ nhàng vậy ta. Sao không thấy nó tung gì tao vậy. À, rồi vô tới đây nó mới tung. Vô tới đây nó mới tung. Tung cái gì mà tung. Con này con bự rồi nha. Ở ngoài đó cá bự không nha mọi người. Đây con này chỉ nhỏ hơn con mới vừa câu lên thôi.
chứ không có nhỏ hơn mấy con kia đâu. Trời ơi, mới ăn. Dính chưa? Dính nữa mọi người, dính nữa rồi. Nó dính quá thì dính là chịu hết nổi rồi. Chắc nghỉ luôn quá. Quá thì dính rồi. Chạy nè. Đi chạy vô nè. Quá thì dính cá rồi. Anh hai đi đóng cống rồi nha mọi người. Bây giờ là nước không còn chảy nữa nha. Và đây là toàn bộ số cá mà mình câu được nha mọi người. Trong vòng đâu đó chắc cỡ một tiếng đồng hồ thôi chứ không có lâu. Được như đây nha. Người tay mình nè, ừ, nhất là con cá này nha. Thì như đây chắc tầm ký mấy cá còn sống luôn nha mọi người. Có mấy con câu sao nó còn sống nè, nó xè gai rồi ra nè. Thấy ghê chưa? Đó, thì bữa nay test cận thành công nha. Để chim lại thành chim cho mọi người chim ngưỡng lại cây cận của mình. Đó, cần Kingdom màu bạc 1m68 nha. Đó, máy Kingdom luôn nha. Này cảm giác thiệt cho mọi người, đánh cảm giác thiệt nha. Con mồi thì là con mồi hồi nãy mình cho mọi người coi rồi đó. Con mồi này đó. Thì tình là con này phải nói là nó cực kỳ nhạy con cá hường dạ này nha mọi người. Con cá hường dạ này bữa giờ mình cũng câu mấy cái mồi kia nhưng mà nó không nhạy bằng con mồi này nha. Con cắn nãy giờ trầy luôn nè. Chiếu nè. Cái này là nó dày luôn nha chứ không phải tróc sơn nha. Cái này là nó chiếu vậy luôn. Mình mua hai con màu đỏ nữa để trong nhà rồi. Rồi đây là con này. Con này 95.000 thì mình sẽ để Facebook của cái anh mà bán con mồi này cho mọi người, mình để trong phần mô tả nha. Thì cái anh này mình cũng không quen nha mọi người, có ông anh ảnh giới thiệu. Bữa mình hỏi chỗ mua dây á, xong ảnh giới thiệu xong rồi mình vô mình hỏi, mình coi cá giả rồi mình thấy con này ok mình mua. Mua thử, ai ngờ quá ok nha. Đang mua thêm vài con nữa để trong giỏ hàng của mình mới được. Đó. Ây da, cảm giác nha mọi người. Cần nè. Nhỏ xíu luôn nha. Đó. Đã lắm. Trời phải đếm thử coi mấy con. Thử mấy con vụt cũng nhiều nha mọi người, vụt cũng bọn ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 con nha. Đó. Thì anh hai đóng cống lại câu nó không ăn nữa mọi người. Đóng cống lại xong rồi câu nó không ăn nữa. Đứng một buổi trời câu nhưng mà nó không có con nào ăn nữa hết. Nên thôi nghỉ luôn nha. Chứ nếu mà nó còn ăn là mình đứng mình câu nữa luôn á. Nói chung là cá vừa câu lên bằng xong vô kho ăn liền thì thứ nào mà chịu nổi nha mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ vẽ thịt con cá ra cho mọi người coi thử. Vừa tới kho gấp ra thôi mà nó tóc tóc dãi đầu lên rồi đó. Mọi người coi nè. Thịt nó mềm mập luôn nha. Mình thấy cái màu nó béo dữ dằn lắm nha mọi người. Mời mọi người miếng cá nha. Nó đã. Cơm. Giờ mình sẽ thưởng hết tô cơm này nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Bye bye mọi người.